quý vị, ngày 24 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 36 bị cáo trong đại án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, gọi tắt là Công ty AIC, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC, bị xét xử hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, bị cáo Nhàn đang bỏ trốn cùng 7 đồng phạm khác. Các cơ quan tố tụng đã truy nã, yêu cầu bị cáo Nhàn và đồng phạm về trình diện để được hưởng khoan hồng. Tại tòa, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đồng ý việc công ty AIC bồi thường toàn bộ thiệt hại, nhưng cho rằng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng phải có trách nhiệm bồi thường vì là người đầu vụ. Theo cáo buộc, dù biết rõ công ty AIC không đủ năng lực, nhưng để trúng thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo địa phương và dùng nhiều thủ đoạn gian lận để tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu tại dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Tại phiên tòa, nguyên đơn dân sự là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu công ty AIC và các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 152 tỷ đồng mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định là thiệt hại trong vụ án. Về số thiệt hại này, tại phiên tòa, đại diện công ty AIC chấp nhận bồi thường toàn bộ, đồng thời đề nghị tòa sơ thẩm miễn trách nhiệm bồi thường cho các bị cáo là nhân viên của công ty, cũng như mong hội đồng xét xử cân nhắc hình phạt với nhóm bị cáo này. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhất trí để công ty AIC bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án. Tuy nhiên, vì đại diện cho rằng còn băn khoăn đối với cam kết bồi thường của AIC. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, công ty AIC hiện bị phong tỏa 107 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và lo rằng không đủ để bồi thường 152 tỷ đồng. Qua cáo trạng và diễn biến phiên tòa, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho hay, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong những bị cáo đầu vụ có trách nhiệm rất lớn liên quan đến vụ án. Do vậy, đề nghị tòa buộc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng phải có trách nhiệm bồi thường. Liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, trước đó trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 107 tỷ đồng trong 4 tài khoản ngân hàng BIDV của công ty AIC và nhiều nhà đất của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cụ thể, ngày 20 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự diện tích 357m² tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ cha ruột đứng tên. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự diện tích 453m² tại phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngày 17 tháng 8 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là 6 căn hộ chung cư gồm căn hộ số 1, tầng 11 có diện tích 67,80m², căn hộ số 2, tầng 11 có diện tích 68m², căn hộ số 3, tầng 11 có diện tích 183,50m², căn hộ số 4, tầng 11 có diện tích 142,80m², căn hộ số 9, tầng 17 có diện tích 218,60m², căn hộ số 10, tầng 17 có diện tích 120,70m² tại một chung cư trên phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một thửa đất diện tích 4.065m² tại địia chỉ lô F1 và F2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản AIC. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về phiên tòa xét xử vụ án này. Kính mời quý vị ấn like, đăng ký theo dõi và bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.